À, xin chào anh em nhé. À, cũng như hứa thường lệ, em test sản phẩm là Alpha 907i đời khủng long chạy 16 sò 400W nền 3 trên 30 kg anh em. Con này là em giới thiệu vào hôm qua và em đã làm xong ốp gỗ cho bác. Bác yêu cầu làm hồi gỗ. Đấy. Hồi gỗ như riêng nha anh em. Đấy. Con này có hồi gỗ rồi, nhìn rất là đẹp. Cũng như 907 lợi tra nha nè. Rồi. Điện 100V nha. Em có ghi chú cho bác chán trên thành máy. Đây. Hồi gỗ đây. Rồi. Em gửi bác yêu cầu giao tên. Bác ở KP2 thị trấn huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre nha. Con này rất là khỏe. Đĩa hơi vấp nha các bác. Rồi em sẽ hướng dẫn bác cách đấu nối nha. Đây. Loa thì đấu nối bình thường rồi, ai cũng biết rồi. Đây, đường kém vào đường CD. Thì trước bác bấm vào ô CD cho em. Đây em là 400W nha. Có cổng ba lăng tích hợp. Chơi những dàn lớn á, anh em kém vào đường này. Còn bình thường thì mình cứ xài ông sen bình thường cũng được. Rồi, chào anh em nha. Mọi chi tiết anh em xin liên hệ vào số điện thoại trên. Em giao hàng toàn quốc cho anh em.